Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 10 tháng 9 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin tập Hoàng hồn với khắc tinh đến từ Mỹ. Không nhiều người biết, người đóng vai trò chủ chốt trong việc hoạch định chính sách của Mỹ với Trung Quốc chính là Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Matthew Botin, 46 tuổi, nhân vật số 2 của Hội đồng An ninh Quốc gia. Ngay từ khi cuộc khủng hoảng Mỹ và Trung Quốc được khơi mào, Matthew Botin, một chuyên gia về Trung Quốc, sử dụng thông thạo tiếng Hoa đã trở thành một trong những nhân vật có nhiều ảnh hưởng nhất ở Washington. Đây là hình ảnh Tổng thống Donald Trump và ông Matthew Botin trong chuyến thăm Việt Nam vào năm 2017. Là con một quan chức cấp cao trong Bộ Tư pháp Mỹ, Matthew Botin theo học tiếng quan thoại tại trường đại học Amherst ở Massachusetts và lấy bằng nghiên cứu Trung Quốc tại đây. Sau đó, ông làm việc cho hãng thông tấn Reuters tại Bắc Kinh từ năm 1998, rồi sau đó chuyển qua tờ Wall Street Journal và làm thông tín viên. Vào năm 2005, ông Botin gia nhập Thủy quân lục chiến Mỹ và làm sĩ quan tình báo tại Iraq và Afghanistan. Tại đây, ông gặp tướng Michael Flint, người sau này trở thành cố vấn an ninh quốc gia đầu tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Và chính tướng Flint là người đã đưa ông Botin về vị trí phụ trách chính sách châu Á cho Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ. Matthew Botin gia nhập chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào năm 2017 với vai trò giám đốc cấp cao của bộ phận châu Á của NSC. Ông Botin được cho là người đóng vai trò chủ chốt trong việc xây dựng chính sách giữa Mỹ với Trung Quốc và Triều Tiên từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức. Ngay trong năm đầu tiên làm việc cho NSC, Botin đã chấp bút xây dựng chiến lược an ninh quốc gia. Văn bản lập tức gây sóng gió khi gọi Trung Quốc là đối thủ chiến lược, là cường quốc xét lại và khẳng định quyết tâm của nước này trong việc tổ chức lại châu Á theo hướng có lợi cho mình. Văn bản đó đã khiến Bắc Kinh tức giận, thậm chí còn mưu toan ép Matthew Botin phải từ chức thông qua tác động lên con rể của Tổng thống Trump là Jared Kushner. Đến nay, sau 3 năm, với tinh thần phụng sự, Matthew Botin đã trở thành nhân vật có vai trò quyết định trong nỗ lực tái định hướng chính sách đối với Trung Quốc, hướng đến cách tiếp cận mang tính đối đầu nhiều hơn. Đây là hình ảnh Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải và Matthew Botin, khi đó là giám đốc cấp cao Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ phụ trách Đông Nam Á trong buổi tiệc chiêu đãi tại Đại sứ quán Trung Quốc ở Mỹ vào tháng 9 năm 2018. Thái độ nghi kỵ Trung Quốc được hình thành trong suốt quá trình ông sống và làm việc nhiều năm tại đất nước này. Kinh nghiệm làm nhà báo thường trú tại Trung Quốc giúp ông hiểu thấu một đất nước toàn trị. Khác với một nhà ngoại giao, Botin nói, sống tại Trung Quốc, ta có thể biết được một quốc gia không dân chủ có thể làm những gì với công dân của họ. Tôi đã trông thấy những người biểu tình bị công an mặc thường phục quăng xuống đất và đánh đập trên quảng trường Thiên An Môn. Tôi cũng đã từng bị bắt và buộc phải quẳng các ghi chép vào toilet để công an không thu được. Vào năm 2003, Botin đã phụ trách đưa tin về bùng phát dịch SARS, tức là hội chứng hô hấp cấp tính nặng vào năm 2004, khi dịch phần lớn đã được kiểm soát, ông đã phanh phui một đợt tái bùng phát dịch quy mô nhỏ có liên quan đến sự cố ở một phòng thí nghiệm. Trong một bức ký trên tờ Wall Street Journal vào năm 2005, Botin đã chia sẻ bản thân từng chịu sự theo dõi và đe dọa ở Trung Quốc. Đến khi làm giám đốc cấp cao của bộ phận châu Á, Botin luôn giữ một tấm bảng trắng cỡ lớn trong phòng làm việc. Ông xây dựng một sơ đồ vô cùng chi tiết về sự gia tăng ảnh hưởng toàn cầu của Trung Quốc. Biểu đồ được dán kèm những từ ngữ đậm chất quân đội như đường hiệp lực hay mục tiêu chiến lược. Theo lời một đồng nghiệp cũ trong NSC, tấm bảng trắng giống như một bản điểm giúp Botin thống kê mọi hướng mà giới lãnh đạo Trung Quốc dùng để tấn công phương Tây và cách để chúng ta phản công. Lập trường của Botin luôn nhất quán theo đuổi chủ trương cứng rắn với Trung Quốc. Đây là hình ảnh Matthew Botin khi là sĩ quan tình báo của Thủy quân lục chiến được gửi sang Iraq và Afghanistan. Matthew Botin là một trong những người đầu tiên cảnh báo về chiến lược tấn công kinh tế của Trung Quốc. Lúc đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ tìm cách thương lượng lại các thỏa thuận thuế quan và ca ngợi ông bạn Tập. Nhưng Botin khuyến cáo nên áp thuế hải quan lên 60 tỷ đô la hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu. Vào năm 2019, ông có mặt trong nhóm tư vấn cho Tổng thống Donald Trump về quyết định đưa tập đoàn Huawei của Trung Quốc vào danh sách đen của Bộ Thương mại, khiến việc hợp tác giữa các khổng lồ viễn thông của Trung Quốc với các công ty Mỹ thêm phần khó khăn. Lý giải cho chính sách trên, Botin viện dẫn những biện pháp trợ giá bất bình đẳng từ chính phủ Trung Quốc cho Huawei. Đầu năm 2020, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn còn khen ngợi Tập Cận Bình tích cực chống virus corona, Botin đã cảnh cáo về một chiến dịch quy mô của Bắc Kinh
nhằm che giấu sự trầm trọng của đại dịch. Ông cũng là người đầu tiên sử dụng từ virus Vũ Hán tại Nhà Trắng. Và sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump dùng lại, trong lúc Trung Quốc gây áp lực lên Tổ chức Y tế Thế giới để gọi là COVID-19. Trên chính trường Mỹ, ông Putin nổi tiếng là tài năng và nghiêm túc. Đây là hình ảnh Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Matthew Putin và lãnh đạo trực tiếp của mình là Cố vấn An ninh Quốc gia Robert O'Brien lắng nghe trong cuộc họp tóm tắt về virus ở Nhà Trắng vào ngày 31 tháng 1 năm 2020. Việc Trử Trương đứng ngoài ánh hào quang và luôn cẩn thận, không chiếm sân khấu dành cho những cá tính lớn hơn mình đã khiến bám trụ lại tại Hội đồng An ninh Quốc gia trong thời gian dài và chứng kiến có tới 4 đời Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ. Sau khi tướng Michael Flynn, người mở đường cho ông vào Nhà Trắng, đã phải từ chức vì bê bối, người kế nhiệm ông Flynn là tướng Mark Master vẫn luôn đánh giá cao tài năng và tính cách dễ mến, thẳng thắn, vui vẻ của Putin. Chính tướng Master đã xem Putin là trung tâm cuộc chuyển dịch chính sách đối ngoại lớn nhất của Mỹ kể từ thời chiến tranh lạnh, đó là cạnh tranh với Trung Quốc. Đến khi John Bolton đã trở thành tân cố vấn an ninh quốc gia vào năm 2018, thay tướng Mark Master, ông Bolton vẫn giữ lại Putin vì ông Bolton cho rằng kiến thức chuyên môn về châu Á của Putin là hết sức quý báu đối với ông. Còn đương kim cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O'Brien chỉ vài ngày sau khi được Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ định vào vị trí lãnh đạo Hội đồng An ninh Quốc gia đã bổ nhiệm Matthew Putin làm Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ vào tháng 9 năm 2019. Ngay cả Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đánh giá cao vị trí, cố vấn và thái độ không khoan nhượng trước Bắc Kinh của ông. Cũng như ông, Putin luôn nhận định rằng Hoa Kỳ đã sai lầm khi giúp Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO nhằm có được một đối tác thân thiện về kinh tế và chiến lược. Kể từ khi đại dịch viêm phổi Vũ Hán khởi phát tại Trung Quốc và lan rộng trên toàn thế giới mà Mỹ là quốc gia đứng đầu với mức độ ảnh hưởng, thì quan hệ giữa hai đại cường nhanh chóng xấu đi và ảnh hưởng của Matthew Putin đến chính sách Mỹ với Trung Quốc càng tăng lên. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Y tế và Dân sinh Hoa Kỳ Alex đọc diễn văn tại Đại học Quốc gia Đài Loan vào ngày 11 tháng 8 năm 2020. Ông Alex là quan chức Mỹ cấp cao nhất đã tới thăm Đài Loan. Chưa bao giờ kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1979, Hoa Kỳ và Trung Quốc lại lao vào một cuộc đọ sức căng thẳng như lúc này. Sau các màn khẩu chiến là liên tiếp các trừng phạt ngoại giao về các hồ sơ Hồng Kông, Tân Cương, Biển Đông. Trên mặt trận kinh tế thì chưa hết, Huawei đã chuyển sang TikTok, WeChat và còn nhiều trang khác. Về mặt quân sự thì cùng lúc hải quân và không quân hai nước thi nhau biểu dương sức mạnh trên Biển Đông và Biển Hoa Đông trong eo biển Đài Loan. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 12 tháng 8 vừa qua tại Praha, Cộng hòa Séc đã báo động về một cuộc thập tự chinh ý thức hệ mới khi phát biểu: "Chúng ta đang đối mặt với một cuộc chiến tranh lạnh 2.0 và mối đe dọa của Đảng Cộng sản Trung Quốc khó kiềm chế hơn với Liên Xô trước đây, nhất là mối đe dọa đó đan xen vào kinh tế, chính trị và xã hội của chúng ta." Trong một diễn biến mới nhất, Tổng biên tập của tờ Hoàn Cầu Thời báo vào hôm 8 tháng 9 năm 2020 vừa qua đã cho biết Trung Quốc sẽ áp đặt các biện pháp cấm vận đối với các quan chức cấp cao Mỹ đi thăm Đài Loan, cũng như các công ty có liên hệ với các nhân vật này. Ông Hu Xin đã nói trên trang tweet cá nhân của ông rằng những người có tên trong danh sách bị trừng phạt của Trung Quốc sẽ không bao giờ được đặt chân lên lãnh thổ Hoa Lục và bất cứ công ty nào có liên hệ với những người này sẽ bị cắt đứt, không cho phép tiếp cận thị trường Hoa Lục. Và như vậy, Trung Quốc đã chính thức đứng ra đe dọa Mỹ. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Năm, ngày 10 tháng 9 năm 2020 với bản tin Tập Hoàng Hồn với Khắc Tinh đến từ Mỹ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.